Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con được rõ chữ chân thiện mỹ trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào. Nam mô A Di Đà Phật. Khái niệm chân thiện mỹ một lần nữa cũng là của Nho giáo. Trong các mảng văn học của Đạo Phật đó, thì khái niệm này vẫn được vay mượn và sử dụng. Trong Đạo Phật thì sử dụng chân thiện mỹ thành là ba khái niệm rời rạc với nhau, chứ không có nói kết với nhau như là một tiêu chí của đời sống. Chân thật trước nhất theo Phật giáo đó là sự phản ánh sự thật như thật, hay là sự thật như chúng đang là. Nó khác hoàn toàn với cái cách thức chúng ta tiếp xúc đó bằng bóng dáng, bằng lăng kính, bằng cái sự can thiệp kinh nghiệm của cá nhân. Thông qua đó ta dán nhãn đặt tên cho những đối tượng với những cái tính cách, đặt tên cho những sự vật với những cái mục đích khác nhau. Khi mà con người đạt được cái sự chân thật đó, thì cái đó được gọi là tu chứng, tức là nhìn sự vật đúng với quy nghĩ của nó, cho nên không bị sự vật lôi kéo. Rất nhiều người chúng ta có thể nâng giá sự vật hay là hạ thấp sự vật về phương giá trị, về tầm nhìn và cái hướng sử dụng của chúng ta trong cuộc đời. Trong bài Thối Đời của một nhạc sĩ nào đó, chúng tôi quên tên, có một cái câu khá lý thú: soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Đó là một cái hoàn cảnh bế tắc, tuyệt vọng và chất chứa đầy dẫy các nỗi đau. Người nhìn cuộc đời không bằng lăng kính chân thật á, thì lúc nào cũng quay về quá khứ hết á. Một nỗi đau, nỗi buồn, thất bại, trở ngại, chướng duyên, gian truân, thử thách đã từng diễn ra một lần hay là nhiều lần trong quá khứ đó, không dễ gì bị quên đi. Và nó đóng lớp giống như là các cái calcium, dần dần trở thành là khối đá. Cho nên cặp mắt kinh nghiệm về nỗi đau quá khứ đã làm cho một số người đó đã không nhìn cuộc đời như chúng đang là, tức là cái chân, mà nhìn bằng cái bóng đời đó, tức là cái dị dạng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trở đi. Ví dụ một lần nào đó mình bị một người A ở Quảng Ngãi đánh mình, hại mình. Lần sau đó nếu ta mang lăng kính của nỗi đau đó, tức là nhìn đời bằng cái bóng đời chứ không phải là bằng đời thật sự, thì ta gặp những người ở cái tỉnh đó có gương mặt na ná, có giọng nói na ná là ta sợ liền. Nỗi đau trong quá khứ bắt trỗi dậy làm cho chúng ta đánh giá những con người hoàn toàn không có mối liên hệ gì đến nỗi đau của chúng ta như chính là cái người đã là tác giả của nỗi đau vậy. Cho nên với chữ còn lại đó của ca khúc đó đó là bằng gương vỡ nát. Ta soi bóng đời bằng cái gương lành thì không chịu, bằng gương vỡ nát tức là nó méo mó lắm. Cái nỗi đau nào đó nó trở thành một cái hình ảnh, như là một bức tranh, như là một thước phim video, như là một cái gì được ghi nhận lại, và chúng ta cứ giữ hình ảnh đó trong đó ở hiện tại là khác nhau hoàn toàn rồi. Cái quá khứ của ngày hôm qua, của tháng trước, của năm trước, của kiếp trước, nó khác hoàn toàn với cái hiện tại của bây giờ, hiện tại trong cái tương lai. Ấy thế mà người soi bóng đời đó thì luôn luôn thích cái gương vỡ nát, cho nên nhìn mặt mình nó méo sọ, buồn so, nó bị cắt đứt ra thành trăm mảnh như là những cái gương vỡ nát. Cho nên đó thực tại của mình chỉ có một thôi, mà gương vỡ nát nó làm cho mình có nhiều hình dạng bóng dáng khác nhau. Như vậy người đánh giá các mối tương quan xã hội bằng cái bóng đời trong quá khứ với những cái gút sẽ khó có thể có được hạnh phúc. Và do đó người đó được xem là đang vẫy tay chào với cái chân. Nên tu cái chân thật là khó lắm. Giá trị đạt được của nó là hiện tại lạc trú, là cái hạnh phúc hiện tiền bây giờ và tại đây, không có xa xôi đâu hết á. Chuyện quá khứ không nên là một ám ảnh, không nên là một lăng kính, không nên là một thước đo, không nên là một hệ quy chiếu, không nên là cái bất di bất dịch. Quá khứ đã khép lại rồi, đừng để nó sống dậy lần thứ hai nữa. Còn cái vấn đề quan trọng là phấn đấu ở hiện tại để xây dựng tương lai trên nó. Quá khứ không bao giờ lặp lại lần thứ hai.
đó là chân thật. Còn người ta nói là cường điệu thôi, ta nói lặp lại lần thứ hai, thứ ba, thì lặp lại đúng á, thì nó phải gọi là chân thật 100%. Còn là này nó na ná, gần gần giống, hình như thể là, thì được hiểu là không phải là. Ví dụ ta nói là cái này tròn tròn, có nghĩa nó không phải là tròn. Cái này vuông vuông, có nghĩa nó không phải là vuông. Cái này tím tím, có nghĩa là màu nó không phải là màu tím. Do đó, trong chân lý và sự thật á, không có cái chân lý nửa về. Nửa ổ bánh mì có thể làm chúng ta đỡ đói, nhưng mà nửa chân lý là không xài được. Chân lý phải là 100% chứ không phải là phân nửa được. Do đó cái chân ở trong Phật giáo rất là đặc biệt. Cái thiện ở trong Phật giáo không bị lệ thuộc vào hệ thống luật pháp xã hội. Còn cái thiện của Nho giáo bị lệ thuộc vào. Ví dụ Nho giáo đặt ra cái khung sườn kỷ cương của xã hội: tam tòng tứ đức. Tam tòng á làm cho người nữ suốt cả cuộc đời không có sự tự chủ và độc lập. Chưa lập gia đình thì lệ thuộc vào cha. Lên xe hoa về nhà chồng thì lệ thuộc vào chồng. Chồng chết á lệ thuộc vào con trai. Hậu thứ tam tòng này là nhập cản nguyên si, triết học, Bà La Môn giáo, đặc biệt là bản luật Manu. Còn tứ đức thì chúng ta thấy là cũng là những cái khuôn phép đặt ra để cho người ta phải theo. Rồi ngũ thường, tam cương cũng như thế. Tất cả những quy chuẩn này đó được Nho giáo cho là đạo đức. Ngay cái giai đoạn mà chủ nghĩa phong kiến được xem là chân lý, là cán cân. Còn bây giờ nó đâu được đánh giá như thế đâu. Cho nên cái thiện của giai đoạn lịch sử hay là của luật pháp đó, là nó có giới hạn. Hồi giáo cho phép là một người nam có 4 vợ. Như vậy người đàn ông nào có 4 vợ vẫn được xem là người thiện, người đàng hoàng, người tốt, người đáng được tán dương. Còn người nào mà có 5 trở lên đó, thì mới gọi là sai luật pháp, thì mới gọi là được gọi là bất thiện. Còn đạo Phật á, hai là được xem là bất thiện rồi. Cho nên là dựa vào luật pháp để đánh giá đâu là thiện, đâu là bất thiện đó, thì cái thiện đó, cái bất thiện đó chỉ là tương đối thôi, chứ nó không thể là một cái sự chuẩn xác đúng. Còn thiện của Phật giáo được phải được đánh giá ở trên nhân quả. Bởi vì có nhiều hệ thống luật pháp sơ hở lắm, hoặc là rất là vô lý. Ví dụ luật của Do Thái giáo mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Chánh thống vẫn còn áp dụng cho đến bây giờ. Một người phụ nữ ngoại tình có thể bị ném đá cho đến lúc chết, nhưng một người đàn ông ngoại tình thì chỉ bình thường. Đó là luật của Do Thái. Cái đó ta gọi là thiện hay là bất thiện? Chắc hẳn là đứng từ cái gì của Phật giáo thì ta cho đó là bất thiện nè. Còn đối với những người Do Thái, ta nói là cái thiện này là chân lý muôn đời bất di bất dịch, là một sự chân thật. Trong khi đó ta trừng phạt một người phụ nữ ngoại tình cho đến bị chết cho đem đá, như vậy ta đang gieo một cái nghiệp ác, vì tội đó nó không có đáng để phải chết như vậy. Thì người trừng phạt, người lập ra học thuyết này, toàn bộ hệ thống luật pháp đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân quả. Và luật pháp là cho phép, luật pháp cho rằng nó là đúng, thì nhân quả cho những người trực tiếp tham gia và gián tiếp tham gia đều bị liên lụy xấu hết. Nhưng cái thiền của Phật giáo là dựa trên nhân quả, nó rất là chuẩn. Mà 5 điều như là không giết người, không trộm cắp, không lừa đảo, không ngoại tình, không sử dụng các độc tố như rượu, ma túy và nhiều độc dược khác, sẽ có khả năng làm cho chúng ta trở thành một người chân thiện. Với một giá trị mà luật pháp nào cũng phải chấp nhận hết á, đều phải tán dương hết. Trên hành tinh này nếu mỗi quốc gia truyền bá 5 điều đạo đức theo khung đạo đức của Đức Phật thì cái nhà tù sẽ giảm đi rất nhiều, đời sống bất bình ổn, khủng hoảng trong xã hội sẽ giảm thiểu ở mức độ tối đa, và hạnh phúc bình an có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Còn khái niệm về thẩm mỹ ở trong Phật giáo thì nó rất khác với thẩm mỹ học của triết Mác Lênin, hay là thẩm mỹ học như là một cái ngành học quan trọng của triết học càng hiện đại. Ở đây chúng ta không có thời gian để phân tích các quan điểm khác với Phật giáo.
Kinh Lăng Chi đó thì Đức Phật có đưa ra như thế này: cái gì đẹp, cái đó dẫn đến dễ thương, dễ hài lòng, dễ tư hữu hóa, dễ hưởng thụ đó, dễ chấp trước và dẫn đến lòng tham. Khi lòng tham bị kháng cự đó thì sân trỗi dậy như là một cái kháng lực để bảo hộ nó. Và chỗ nào có tham có sân, chỗ đó đồng hành với si. Như vậy cái nhìn tâm linh của Đức Phật là phân tích cái thẩm mỹ dưới chiều hướng bị gọi là sử dụng tiêu cực khi con người không làm chủ được sáu giác quan của mình. Hoàn toàn không phủ định các giá trị của cái đẹp. Trong kinh Đức Phật tán dương về cái đẹp nhiều lắm. Ví dụ như Đức Phật nói nhan sắc, tuổi thọ, rồi phước báo không phải do cầu nguyện mà được. Như vậy là muốn có nhan sắc, ta phải gieo hạt giống có nhan sắc bằng chính đời sống của mình, bằng nhân cách, bằng việc làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho con người, làm đẹp cho nền văn hóa, vân vân. Thì những cái thứ này đó, nếu ta hồi hướng cho cái sắc đẹp của mình thì trong tương lai khi tái sinh ra một người mới đó, thì ta có sắc đẹp như là một cái cộng nghiệp với gia đình thông qua gen di truyền giữa ta với cha mẹ trong tương lai. Thì cái thẩm mỹ đó nó là cái kết quả của phước báo do chúng ta làm. Còn những cái mỹ về hình thức đó, rất là nguy hiểm, bởi vì nó chính là nguyên nhân đánh lừa ta và người. Cho nên dầu Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là một mẫu hình thẩm mỹ lý tưởng, Ngài vẫn nhắc nhở chúng ta trong kinh Kim Cương: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Các cái tướng trạng thẩm mỹ đẹp cái nào đi nữa, cái đó cũng đều là hư vọng đó. Nó có giá trị tạm thời trong một thời gian. Còn ai cho nó là chân lý vĩnh hằng đó, khi hình ảnh đó nó bị tàn tạ hoặc là cái nét thẩm mỹ nó không còn nữa, thì tất cả các cái tình cảm, các mối quan tâm của chúng ta trên cái nét đẹp thẩm mỹ ngoại hình đó cũng tan biến theo mây khói. Do đó phải thấy là cái tính chất tạm bợ để chúng ta không bám víu vào, mà hãy đánh giá cái chiều sâu nội dung ở trong cái nét đẹp thẩm mỹ đó, những cái giá trị mà cái thẩm mỹ đó có thể cống hiến được cho cuộc đời. Cho nên đạo Phật không quan trọng về chủ ý hình thức. Đức Phật cũng còn nói một câu trong bản kinh này rằng là nếu dùng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để nhìn đánh giá đâu là một Đức Phật thì cái đó đang được gọi là đi đạo tà. Chứ tà ở đây cái là lòng vòng đó, chứ không phải là tà là xấu. Sẽ không thấy được Như Lai, thì cái là xa rời được, xa rời khỏi Phật tính, và do vậy dễ dàng bị thất điên bát đảo, ba chìm bảy nổi tám lên đên đó, là bởi vì cho cái đẹp đó là giá trị chân lý, giá trị tuyệt đối, vân vân. Nói tóm lại, quan niệm về chân, về thiện, về mỹ trong Phật giáo khác hoàn toàn với Nho giáo, và cũng khác với các nền tảng triết học còn lại, dầu là triết học cận hiện đại hay là triết học quá khứ. Xin đi câu hỏi khác.